Hồng Loan từng xuất hiện cùng cha Vũ Linh trong vở Cải Lương, vợ 16, chồng Linh 3. Mối tình sân khấu đã vận vào đời. Mới đây, xuất hiện video bé Hồng Loan lúc nhỏ, chừng 4-5 tuổi, đã đóng chung cùng với cha mình trong vở Cải Lương, vợ 16, chồng Linh 3. Bé Hồng Loan đóng vai Loan Muội và Linh Tý đóng vai Trần Chi. Lúc nhỏ, hình ảnh bé Hồng Loan từ trong bưng khay trà đem ra cho Linh Tý. Lúc này, bé Hồng Loan nhìn rất dễ thương. Hèn chi được Vũ Linh cưng như trứng, đi đâu cũng na theo. Xa thì nhớ, Linh Tý, con của nghệ sĩ Linh Tâm, cũng được cha cho đi diễn từ nhỏ. Lúc đó, Linh Tý cũng đã bộc lộ năng khiếu ca hát rất hay. Và Vũ Linh đóng vai Trần Chi, Thanh Thanh Tâm đóng vai Loan Muội lúc lớn. Câu chuyện vợ 16 chồng Linh 3 là câu chuyện nói về mối tình vô vọng của Phương Cầm, là người con gái được cha sắp đặt kết hôn với Trần Chi, nhưng cô lại lớn tuổi hơn Trần Chi đến 13 tuổi. Nói về Trần Chi và Loan Muội lớn lên là đôi thanh mai trúc mã. Trần Chi sống chung với Phương Cầm. Anh cứ ngỡ Phượng Cầm là chị ruột của mình nên rất hồn nhiên, nhưng đâu ngờ rằng sóng ngầm đang trào dâng ở bên trong tâm hồn của cô gái được anh gọi là chị, nhưng thực chất hai người không phải là chị em ruột. Anh được gia đình của Phượng Cầm đem về nuôi nấng cho đến một ngày khi Trần Chi đỗ đạt làm quan, anh quay về và chuẩn bị kết duyên với Loan Muội, thì lúc này Phượng Cầm mới đau khổ tự vẫn. Trước khi qua đời đã để lại tờ chúc thư do cha cô để lại, buộc Trần Chi phải cưới chị mình. Mối tình oan trái đó đã được thể hiện vào vai diễn của Vũ Linh, xem rất xúc động. Cuộc sống trên sân khấu và cuộc sống ngoài đời của nam nghệ sĩ cũng có phần éo le, na ná nhau. Như vậy, cuộc đời của Vũ Linh cũng nhiều phong ba, bão táp. Những hỉ nộ trên đường tình yêu đã làm chất liệu cho nghệ sĩ Vũ Linh đúc kết kinh nghiệm, nên khi nghệ sĩ Vũ Linh ca diễn những vai tuồng ngang trái của những mối tình éo le trên sân khấu thì rất nhập tâm. Khán giả thương cảm một nỗi đau sâu sắc của nhân vật. Vũ Linh được nhiều người yêu thương nhưng cũng là người chịu nhiều tổn thương trong tình yêu. Có một thời gian vì chán nản, gia đình ông muốn bỏ tất cả để đi tu. Từng nói rằng sau này khi lo cho con sáu, thằng bảy xong đâu đó anh sẽ đi tu, nhưng có lẽ cuộc đời và sân khấu đã níu chân người nghệ sĩ lại, trả nợ đời và trả nợ sân khấu, và người nghệ sĩ tài hoa ấy đã được khán giả yêu thương. Mà nó như thế này: ngày cuối cùng anh ở thế gian này, tôi cũng muốn được trút cạn nỗi lòng của mình, nhưng thực sự có những điều tôi không sao diễn tả bằng lời cho được. Tôi xin phép được khóc một lần này nữa thôi, rồi sẽ mỉm cười tiễn đưa anh ngày sau cuối, tiễn đưa anh về cõi vĩnh hằng. Tôi mong rằng ở đâu đó anh có thể biết được sự xuất hiện của anh trong kiếp nhân sinh này, những gì đang mang lại cho khán giả, mang lại cho chúng tôi. Nhân gian này mênh mông rộng lớn, chúng tôi thầm cảm ơn mối duyên đã cho tôi được biết đến anh, được yêu thương anh, được lớn lên trong lời ca tiếng hát của anh. Nếu kiếp sau được tồn tại, tôi mong rằng ở kiếp lai sinh, tôi có cơ hội gặp lại anh và được tiếp tục yêu thương. Trần gian này đã vắng bóng một vóc dáng thư sinh nho nhã, vắng bóng một giọng ca thiên phú đã đi vào lòng người, và vắng bóng một trái tim giàu tình yêu thương nồng nàn, nhiệt huyết. Mỗi người sinh ra trên đời ắt sẽ có ngày mất đi, nhưng anh đã không bao giờ mất đi, mà nay anh đã trở thành bất tử. Anh còn sống mãi với thời gian, sống mãi với đời, bởi hình bóng của anh đã hằn sâu trong tâm trí của mọi người dân Việt Nam nói chung và khán giả mộ điệu cải lương nói riêng. Thổ sinh thời, anh sống bình dị, chan hòa trước được lòng mọi người. Trong cuộc sống, anh rất muốn mang niềm vui đến cho mọi người, luôn mở rộng tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Còn trong nghề, anh luôn lễ phép với các bậc tiền bối, dìu dắt cho các em tiến bộ và tạo được điều kiện để các anh em theo nghề. Anh được làm một nghệ sĩ chân chính, chỉ tập trung trau dồi cho từng vai diễn, cho từng câu hát của mình, mà không cho phép bản thân anh vướng vào thị phi ồn ào, không tạo chiêu trò để nổi tiếng. Anh không chỉ là một người nghệ sĩ đa tài, mà nhân cách sống với đời, với nghề của anh là tấm gương sáng cho người sau học hỏi và xứng đáng được nhận những lời ca ngợi.
Khi anh ở trên dương gian này, chắc hẳn anh đã tạo nên nhiều phước đức và nên giờ anh đã được hưởng những phước đức lớn lao mà không phải ai cũng có được. Anh ra đi, nhưng tình cảm của mọi người dành cho anh vẫn sâu đậm. Nên anh an nghỉ, lúc nào cũng ấm áp khán giả và hàng ngày đến thăm anh rất nhiều. Dù vượt chặng đường xa, mọi người vẫn muốn được trực tiếp đến bên mộ phần của anh để bày tỏ tấm lòng tôn kính, chân thành, hương đèn nhang. Một tâm hồn đẹp sẽ không bao giờ bị lãng quên. Những thành tựu sẽ tạo dựng nên một tượng đài trường tồn vĩnh cửu. Ở thế giới bên kia, anh hãy an lòng, hạnh phúc nhé. Tạm biệt một huyền thoại thiện lương đức độ. Tạm biệt một chàng kép hào hoa phong nhã. Tạm biệt ký ức đẹp của triệu người. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh đã có đôi lần tôi thắc mắc tại sao ngày trẻ anh thường xuyên đeo kính như vậy. 10 tấm thì 9 tấm ảnh anh đeo kính và chiếc kính đã trở thành vật bất ly thân của anh mỗi khi ra đường. Bộ sưu tập kính mà anh sở hữu lên đến vài chục chiếc và mỗi chiếc đều có mẫu mã và màu sắc chất liệu khác nhau. Không chiếc nào trùng với chiếc nào. Hóa ra đằng sau ấy là một câu chuyện khiến anh có sự thay đổi phong cách như vậy. Lên hát trên sân khấu, Linh vẫn được khen là dẻ mắt rất đẹp, mặc dù mắt Linh nhỏ nhưng rất có hồn. Đến một hôm vãn khách ra về, chợt có một cô gái chặn đường Linh và nói thẳng thừng: anh đẹp nhưng đôi mắt của anh thì không đẹp, không giống với đôi mắt của anh trên sân khấu. Câu nói ấy làm cho Linh choáng váng thực sự. Từ đó, mỗi khi bước ra khỏi sân khấu, Linh luôn đeo kính để che đi đôi mắt của mình. Thấy thương anh vô cùng. Khi gặp trường hợp ấy, anh vẫn không hờn dỗi gì với lời nhận xét của khán giả mà cố gắng để thay đổi bản thân. Lên sân khấu, anh vẽ mắt kỹ càng hơn và bản tuồng là anh đeo kính, cố làm sao cho mình đẹp nhất trước khán giả. Và ai cũng công nhận rằng, chỉ một thời gian sau, nhan sắc của anh thăng hạng hơn rất nhiều. Đôi mắt của anh sáng và tròn hơn trước, hoàn toàn là tự nhiên. Nếu kiếp sau được tồn tại, tôi mong rằng ở kiếp lai sinh tôi có cơ hội gặp lại anh và được tiếp tục yêu thương anh. Trần gian này đã vắng bóng một bốc thư sinh nho nhã, vắng bóng một giọng ca thiên phú đã đi vào lòng người, vắng bóng một trái tim giàu tình yêu thương nồng nàn nhiệt huyết. Mỗi người sinh ra trên đời ắt sẽ có ngày mất đi, nhưng anh đã không bao giờ mất đi, mà nay anh đã trở thành bất tử. Anh còn sống mãi với thời gian, sống mãi với đời, với hình bóng của người anh đã thẳng sâu trong tâm trí của mọi người dân Việt Nam nói chung và khán giả mộ điệu cải lương nói riêng. Bình dị, chan hòa, được lòng mọi người trong cuộc sống, anh muốn mang niềm vui đến cho tất cả mọi người.